Bạn ơi, đây mình đã trở lại đây. Ô cái nhà thì nó ồn quá, nó cũng không tốt bạn ơi. Ồn thì cũng vui thiệt đó, nhưng mà ồn quá thì cũng không tốt nha. Đôi khi ồn quá không tốt. Rồi chúng ta đã quay trở lại với công việc của chúng ta. À, trời già, trời mẹ ơi, ôi nó phá cái ruộng của tôi nè. What the hell, trời ơi. Rồi bây giờ ta, mình thoát game cũng hơi lâu rồi bạn ơi. Bây giờ mình cũng hết biết là mình muốn làm gì rồi. Trời, trời đất mẹ ơi, cái ruộng khoai tây của tôi, trời má, ở chẳng khác nào hay là từ nãy giờ tôi làm mất hết biết bao nhiêu cái khoai tây mà tôi không biết. Ui mấy con khốn nạn này, này ghét này nha, tôi bắt đầu thấy ghét mấy con này lắm rồi đó, tôi ghét dữ lắm rồi đó mày, tôi ghét cay ghét đắng nó dữ lắm rồi đó. Tôi bay chờ đi, dần dần một ngày nào đó tao sẽ xây một cái tòa thành thật là cao lớn, tao sẽ cho tụi bay biết cảm giác chết là như thế nào. Ây da, cụm từ có vẻ hơi bị ta thô bạo và đe dọa quá nhỉ. Vậy có bị YouTube đánh bản quyền không ta? Mình nói thật với bạn luôn, bây giờ ha, mà YouTube á, là kiểu như là sao ta, những cái cụm từ mà bạn nói, ví dụ là cái bài hát mà có chắc yêu là đây, có chắc yêu là đây của mình á, là cái là cái đó rồi, cái bài rap của mình á, cái bài rap của mình á, thì kiểu như là hình như là cái ngôn từ của nó kiểu như là người lớn quá hay sao đó, cái ngôn từ của nó kiểu như là người lớn quá, cho nên thành ra YouTube nó sợ đây là ảnh hưởng tới trẻ em, cho nên thành ra nó đánh mình, cho nên thành ra là nó tự động nó giới hạn luôn bạn, không cần mình làm mà nó tự động nó giới hạn luôn, không cần mình làm mà, kinh dị chưa đó. Bây giờ ha, mà bạn lỡ mồm mà bạn nói một cụm từ nào đó kiểu như là hết có phần hơi bị thô bạo quá, kiểu người lớn quá, thì nó sẽ cũng sẽ đánh bạn luôn nha, có thể là nó sẽ đánh bản quyền bạn luôn á, bằng cách là gỡ video bạn, hoặc là để 18 cộng, hoặc là nó để 18 cộng thôi đó. Còn gỡ video thì mình không biết có hay không, mà chắc là có đó. Đâu bây giờ là ngày chín rồi, bây giờ chúng ta phải tiếp tục farm nữa bạn. Trời ơi là trời, trời ơi là trời má. Má là trời, khốn nạn vậy. Oh my thôi, thôi. Giờ chỗ rồi bạn. Giờ cái ruộng qua bên đây đi. Mình nghĩ mình nên giờ cái ruộng qua bên đây là an toàn nhất. Rồi các bạn đợi mình xíu nè. Ok. Rồi thì mình đã nói chung là dời cái ruộng mình từ bên đó qua bên đây rồi hai bạn. Đó. Còn bây giờ cái phần đó thì mình nghĩ là mình nên để đại đi đó, không cần đâu. Còn cái mình nghĩ á, rồi thêm cái là mình nghĩ bây giờ á, là chúng ta nên rào chắn cái khu này lại, chúng ta nên rào chắn cái khu này lại trước khi mà cái tụi Islam đó nó kịp spawn, tiếp tục spawn và nó phá hỏng cái những cái công việc của mình đó. Thì cái lúc mà trong lúc mà mình đang farm đá bạn, đang farm đá thì có một con sò đá nó spawn, nó đánh mình xém chết bạn, nó đánh mình xém chết bạn. Cũng hên là mình kiểu như là mình chơi khô máu với nó, mình đánh nó liên tục luôn các bạn, mình đánh liên tục luôn đó, cho nên thành ra mà cái mạng mình nó vẫn còn, mà mạng này mạng trong game nha. Holy shit, tao vì vậy mấy tao bực mình, tụi bay quá. Rồi bye bye em, bye bye em nha. Rồi em chết đi giùm anh, cho anh nhờ cái nha, em sống hoài anh mệt dữ lắm luôn á. Em sống vậy, em sống gì vừa thôi, em sống cái gì đâu mà em sống quá trời, em sống sống không vừa, có ai cho ai sống cho vậy em. Em làm gì mà vô duyên dữ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ gào cái khu này lại nha. Thì có thể là cái diện tích của mình nó hẹp một chút, nhưng mà kệ đi, an toàn là trên hết bạn ơi. Thì cùng lắm thì mình thì cái khu bên đó thì mình dùng để làm một cái chuyện nào đó khác chẳng hạn. Đúng không? Thì bây giờ mình gào trắng khu này lại trước đi cho nó an toàn trước đã. Bây giờ an toàn là trên hết bạn ơi. Ô chết, mình còn bị thiếu đuốc nữa chứ. Quên nữa, mình còn bị thiếu đuốc nữa. Vậy là mình phải tích cực mà làm đuốc các bạn. Mình làm đuốc mà mình cắm hết toàn bộ nguyên khu này để mà cho nó kiểu như là rồi sao ta, cho nó an toàn. Đúng rồi, nghe chết hoài luôn à, trời ơi, chơi 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 hardcore chết hoài, giết 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 lú luôn rồi, không ngáo mới đúng, ngáo chứ không phải lú. Đã làm xong cái công việc đó là cắm đốt và gào trắng cái dù này lại. Ê, chưa 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 mới gào đựng khúc này. Đó, còn một đoạn kia nữa kìa, cắn cái táo vô một cái. À,
Khỏi ra nha mấy em, mấy em ở trong đó đi. Đó, bây giờ khu này là của anh, khu đó là của mấy em đó, mấy em không làm nhưng mấy em làm đi. Đó. Rồi. Bây giờ thì nói tung là sao ta? Bây giờ hiện tại là mình đang bị thiếu thiết mình đang bị thiếu thức ăn một cách nghiêm trọng. À, mà thiếu thức ăn thì chúng ta cần phải làm một cái điều hết sức là gọi là, đó là chúng ta cần phải làm một cái máy phòng thịt mà, một cái máy phòng bò đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình để mà làm cái máy phòng bò nó dễ hơn thì chúng ta cần phải có sơ chỉ bạn. Bây giờ giảng ví dụ con bò bằng lúa thì nó khá là mất thời gian và mình không thích cái điều đó cho lắm đó. Cho nên là bây giờ chúng ta cần kiểu như là chắc có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cần đợi tới trời tối bạn ơi. Và bây giờ chúng ta không phải ngồi ở đây mà chờ cái lũ nhện đó nó xuất hiện đây nè đó. Nhưng mà trước khi chờ lũ nhện đó thì chắc mình sẽ đi thuần phục bé ngựa, một bé ngựa nhỏ nhỏ của chúng ta. Mình đã thuần phục được nó rồi đây nè đó. Giờ chúng ta chỉ cần thêm một cái yên nữa thôi là ngon lành canh đao. Thì bây giờ mình sẽ thử mình đi bằng một đường thẳng đó. Chúng ta ghi nhớ cái tọa độ ở đây nha, tọa độ ở đây là 600, 647 và 1003, 604, 640 và 1003. Rồi tính chẵn vậy đi cho nó dễ bạn ơi. Đó, tính chẵn vậy đi, 640 là 1003, âm 1003, nó tính chẵn vậy đi cho nó dễ. Rồi mình sẽ thử đi xa khoảng là còn xa để mà tìm thêm cái thứ một ngôi làng nào không, còn nếu không có thôi mình đi về. Chúng ta đã thấy một ngôi làng mới và mình hy vọng ngôi làng này sẽ có đồ xịn bạn. Đó. À, mà khoan, hình như là có gì đó hơi sai sai thì phải, hình như là không có cái nhà lò thợ rèn đúng không? Dạ, hình như không không có nhà thợ rèn các bạn. Mình thấy mấy ngôi làng ở trong phiên bản 1.14 á nó xịn hơn mấy ngôi làng ở trong phiên bản trước đây á, ở một điểm á, đó là cái nhà thợ rèn á, nó đó là nó có thêm những cái căn nhà mà kiểu như là có những cái đồ mà dễ tìm bạn, nhiều nhà này nè đó, nó có cái bàn pha chế thuốc, mà cái bàn pha chế thuốc thì là một trong những cái thứ rất là khó tìm bạn đó. Cho nên thành ra là hay là nó có được cái đó thì mình nó đỡ được cái đó. Và thứ hai nữa là có nói chung là có nhiều nhà đúng không, có nhiều nhà thì sẽ có nhiều gương hơn đó. Mà nhiều gương hơn thì chúng ta lại lời đó, có nhiều lời hơn. Và thêm cái nữa là có emerald bạn, có một số cái gương có emerald đó, mình thấy xịn nhất là chỗ đó thôi. Còn mọi thứ thì mình thấy nó khá là cùi đó. Và ngôi làng thì đẹp hơn đó, thì thôi ngôi làng thì đẹp hơn. Ở trong nhà này có gì không? Ồ, một cái yên cưỡi nè. Muốn xe, muốn xe à, sao 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 à, sao bú láo giỡn mặt với tao mày. Rồi bây giờ chúng ta còn phải đi tìm được con ngựa của chúng ta. Mà con ngựa chúng ta nó mất tiêu rồi. Ô, nó đây rồi bạn ơi. Trời má ơi, nó đi đâu không à. Trời, cái nhà mình nó lại ồn nữa rồi các bạn ơi. Thiệt, cái tâm mà tình á. Đi của chúng ta là vô ích rồi ha. Giờ chúng ta phải quay về các bạn. À khoan, quay về làm gì? Chúng ta nên ngủ lại nhờ, ngủ nhờ tụi dân làng nha bạn. Đó, buổi sáng đi cho nó dễ. Không, mình đang cần farm cái con gì, farm con nhện. Ok, mình đang cần farm con nhện. Mình đang cần farm con nhện, vậy thì mình sẽ gọi là chia máu chiến một chút. Máu chiến một chút bạn, nhưng mà mình farm nhện chứ. Đâu rồi nhện, đâu rồi? Mình chỉ cần con nhện đó bạn, mình chỉ cần sợi chỉ của nó thôi. Không dễ dàng như mình tưởng bạn ơi, nó không dễ dàng như mình tưởng. Ok, đi ngủ rồi, đi ngủ thôi. Đi ngủ xong sáng mai chúng ta sẽ đi săn nhện cho nó dễ. Đây, mình đã có tổng cộng 4 sợi chỉ nha bạn. Nhưng mà mình lại không có bàn chế tạo. Nhưng mà thôi kệ không sao, chúng ta có thể chế tạo được mà. Đây nha, đó. Bàn chế tạo nha. Công thức cái dây. Rồi. Đó. Chúng ta sẽ có hai cái dây. Đó. Và hai cái dây này là chúng ta sẽ đi cùng nhau đi bắt hai con bò. Mà hai con bò thì đem bắt về làm gì bạn biết rồi ha. Chúng ta sẽ cho nó đẻ ra. Một con nè, hai con nè, rồi rồi đó, chúng ta có hai con bò rồi bạn. Đó, giờ đi thôi, đi về nhà thôi, vô đi mấy em.
Vô đi. Đúng rồi đó. Rồi, chúc mừng mấy đứa đã bị lừa. À không, mấy đứa bị lôi cổ về mới đúng. Chứ mấy đứa không hề bị lừa nha. Rồi. Mình nhớ đâu là hình như cái làng bên kia nó vẫn còn hai ba con bò đó bạn. Nhưng mà trong chuồng á. Ôi chết 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 chết. Mình nhớ là bên cái làng bên kia kìa. Đó. Cái làng tuốt lúa bên kia kìa. Đó. Là nó vẫn còn đâu là khoảng hai ba con bò gì đó. Rồi mình sẽ qua mình bắt luôn nha bạn. Rồi đúng rồi, có ờn quá. Rồi xong, chúng ta đã có bốn bé bò. Chúng ta sẽ làm tổng cộng là 8 cái cầu thang. Rồi, 8 cái cầu thang. Và một cái phễu nữa, một cái phễu. Không biết còn sắt hay đâu không đây. Ồ. Chúng ta đã không còn một hạt sắt nào hết. Yeah, hay quá. Hay quá. Và gương thì chúng ta có gỗ. Đây, gương chúng ta có nè nhưng mà không còn một hạt sắt nào cả. Vậy là phải đi kiếm anh này, vậy là phải đi tiêu diệt một anh Iron ai ai, ai. Phải đi tiêu diệt một anh Iron Golem rồi. Như bạn đã thấy ha, cái con Golem này nó cứ đi qua đi lại hoài luôn, mình không thể nào mà mình đánh nó được, mình không thể nào mà mình giết nó được. Cho nên bây giờ hay là mình chơi chiêu cồ, mình chơi chơi vậy luôn nè bạn. Đó. Đó, chạy chạy chạy, bây giờ anh ấy đã tập trung vào chúng ta rồi đó, anh ấy đã để ý đến chúng ta, anh ấy đã để ý đến chúng ta. Mày mày chết đi. Rồi nhá, chết nhá, đừng có mà lần sau nhớ chú ý nha, tôi làm tôi bắt lóc lên là anh phải chú ý đến tôi liền, đi lên đi qua đi lại lung tung hoài không có biết mệt, không có biết người ta rất là mệt mỏi những cái điều đó không ạ. Để chạy về nhà rồi. À, giờ chúng ta sao nè, chúng ta được có bốn sắt, cái gì vậy, chúng ta có bốn sắt và chúng ta sẽ gọi là làm một cái hopper bạn đó. À, không 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 không. Ồ, vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn còn thiếu một sắt nữa bạn ơi, chúng ta vẫn còn thiếu một cục sắt nữa chúng ta mới làm được một cái hopper đây nè. Đó, tổng cộng nó có cần tới 5 cục nhưng mà mình có 4 cục à, thật là hài hước quá đi hở. Tại sao tôi lại chơi ngu như thế, tại sao tôi lại dùng hết tất cả những số sắt mà tôi đang có nhỉ, thật sự là không hiểu, không hiểu lý do gì sao là tôi lại làm như vậy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ, không lẽ bây giờ mình phải chạy đi một chuyến hả trời, trời má nó phiền như vậy, má phiền lắm luôn á. Hiện tại thì mình mới chỉ sinh tồn được có 12 ngày thôi, chưa đủ 100 ngày nữa đó, có nghĩa là chưa đủ nhét cái răng nữa các bạn, chưa được một gì ta, 100 100 20 100 mà chia 4 ra được là 25. Ờ à, đúng rồi. Ủa ra à, đúng rồi, chưa được 1/4 nữa bạn, chưa được 1/4 của 100 ngày nữa đó. Thấy như vậy thôi nhưng mà không hề đơn giản nha. Mình cảm thấy có, mình có cảm thấy, mình cảm thấy hình như là mình hơi bị sai lầm khi mà đặt tiêu đề là 1.000 ngày hay gì là 100. Mình thấy 100 nó sẽ khỏe hơn là 1.000 đó chứ. Nhưng mà thôi kệ bạn, người ta làm 100, người ta làm 100 ngày nhiều rồi thì bây giờ mình phải chơi lớn chứ đúng không, mình phải chơi lớn, mình phải chơi 1.000 chứ đúng không, nó mới lạ được chứ. Người ta làm 100 mà mình làm 100 nữa thì nó đâu còn gì thú vị nữa đâu đúng không đó. Cho nên là chúng ta phải là 1.000 hay gì là 100 nhé. Đó, mấy em này khó vô, thời vô là thật sự rất là khó luôn đó. Mình nghĩ là mình nên dùng bít tông, mình nghĩ là mình nên dùng bít tông nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta có 6 emerald nè, mình sẽ đi trao đổi với con đường làng mà linh mục để mà chúng ta có được bít tông. Đây rồi, đâu em bán gì, đâu có đá đỏ nè, ngon. Rồi cảm ơn em nha, nhưng mà anh xin lại cái này các bạn yên tâm đi, nó bị khóa nghề rồi, nó không có biết mất nghề được đâu, yên tâm đừng lo. Ô em đang muốn học nghề à, thôi để khi khác đi em ơi, bây giờ là anh có việc này đó. Đâu, ông mình sẽ làm cho mình một cái bít tông nha bạn đó.
một cái bít tông đi, bít tông đây rồi, một cái bít tông. À, chúng ta sẽ cùng làm cho mình một cái nút đây, một cái nút bấm luôn đó, để đẩy cái này vào cho nó dễ đó. Đó, đặt như vậy nè, đó đã xong. À, có một số bạn sẽ nói rằng là bây giờ nuôi bò là có da thì nên vứt bỏ da đi. Bây giờ đơn giản là trong thế giới này có mía đâu để làm sạch, đúng không? Thì đúng là vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình cũng chưa nghiên cứu nhiều. Ông ơi, tại sao mình lại nói như thế à? Thôi kệ đi, cứ coi như đó là nói nhảm đi, đúng không? Nói nhảm cho video nó bắt nhạc, mặc dù nó rất là nhà, bởi vì mặc dù nó nhạt rất là nhiều lần. Ô chết rồi. Tại sao tôi lại đổ một cách ngu si tới mức độ như vậy? Đau nha. Đau nha em làm gì hơi bị đau đó. Quên bấm nút ngồi xuống nữa. Rồi bây giờ thì lên đổ lại mới được. Đổ vậy là chết luôn rồi. Không chuyên nghiệp gì cả. Rồi. Đặt một cái lên đây. Đó. Họ chặn lại, không có cho nhảy lung tung. Không có cho nhảy lung tung. Đó. Rồi mấy em chính thức mãi mãi bị giam cầm. Uống trả đồ. Đó. Mặc dù không bị hết nhưng mà vẫn uống. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi thu hoạch lúa. Dạ, có gì cho mấy em sinh sản thật là nhiều lên. Dạ, sinh sản thật nhiều lên, tầm 24 con thôi thì tự động mấy em máy sẽ chết và chúng ta sẽ có thịt. Đó. Đây là một cái máy farm tự động nha, nhưng mà có điều là nó hơi mất thời gian. Cái thời gian mà nó hoạt động để mà nó khởi động thì nó hơi lâu một xíu. Nhưng thôi, cái hiệu quả là được. Rồi. Mấy em này không nghe lời đúng không? Không nghe lời nè. Nụ cười thật là giả chân. Đó. Rồi, cho ăn cái. Ăn đi. Đúng rồi. Đẻ thằng này nhiều lên. Đó. Rồi, bây giờ thì cái vấn đề thịt thì chúng ta không cần phải lo nữa. Về cái vấn đề thịt thì chúng ta không cần phải lo nữa ha. Còn bây giờ cái vấn đề mà chúng ta cần phải lo tiếp theo đó là len. Chúng ta không có len. Đó. Và hiện tại thì khối lượng đá, cái số lượng đá chúng ta đang dùng, chúng ta không, à cái số lượng đá chúng ta đang có thì nó vẫn chưa đủ, vẫn không đủ, mà mình biết chắc chắn là không đủ, bởi vì đơn giản là để làm được một cái máy farm quái vật nó rất là, làm một cái máy farm quái vật nó rất là bất ngờ, nó rất là mất nhiều công sức và nhiều nguyên liệu, đó. Cho nên thành ra chúng ta phải cần nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nghe thì hơi tham lam nhưng mà cái đó là sự thật. Rồi cất cái này vô đi, nguồn tài nguyên quý giá đó. Rồi à, bây giờ thì thiếu gỗ rồi, phải đi chặt cây thôi. Đó. Mình vừa mới phát hiện ra một điều đó là chúng ta chỉ có một bé bò duy nhất ở trong đây. Vậy con bé bò còn lại đâu? Ồ, vui rồi nha. Không lẽ bé bò còn lại là bé bò lúc nãy mà mình thấy đi lông ngông trên ruộng sao? Ủa vậy không lẽ bé bò đó đã chết rồi à? Ồ, không vui một chút nào nghe. À, ồ hên quá, có một bé bò ngoài kia kìa. Đó. Có một bé bò ngoài kia. Có một bé bò ngoài kia, chúng ta cần phải tranh thủ ra ngoài đó bắt ẻm về. Bắt ẻm về nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nếu không, ẻm sẽ đi mất. Con đường tình yêu chỉ có một mà thôi. Đó. Em đi về, đi về, đi về, đi về, đi về với anh sẽ cho em vàng bạc đá quý, anh sẽ cho em vô chuồng, nhanh lên. Đúng rồi, đây chuồng của em là nơi này đây, vậy là mình phải xây lại rồi bạn ơi, mình phải xây lại rồi, cái này mình phải đập ra và làm lại lần nữa rồi. Trời ơi, mất thời gian quá, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã an bài, bây giờ chúng ta chỉ còn việc đó là đổ nước và cắm cái hàng rào lên đây mà thôi đó. Công nhận khổ cực ghê luôn á. Bây giờ là tối luôn rồi nè. Đó, bây giờ hôm nay là ngày 14 nha.
chúng ta chỉ cần ngủ một phát là qua ngày hôm sau là chúng ta sẽ tới ngày 10 à, 15, đúng rồi, 15. Đúng rồi. Đó, chúng ta đã đẻ con rồi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ một phát. Nếu không nhờ, nếu không thôi là nhờ nó bay vào nó đánh đó. Đây rồi. Ngày hôm nay, ngày 15, dân chúng ta đã có một ngày rất là mệt nhọc và khổ cực với cái với mấy bé bò du viên này và rồi gì ta lì lợm này, đúng rồi, những bé bò du viên và lì lợm này, không ai du viên và lì lợm với mấy bé bò này cả à, nói ghét lẹo lưỡi luôn đó, thấy chưa à. Rồi bây giờ thì mình sẽ đâu, mình sẽ gọi là như thế nào nhỉ, là có thể là mình sẽ ngồi đây mình farm thêm một ít cây nữa với cái chứ cái số lượng này à, ơi mình farm một ít đá và bây giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau đi chặt một ít cây để mà chúng ta vừa có than để dùng thì vừa có gỗ để dùng luôn đó, một công đôi chuyện. Bây giờ mình là 15 ngày thì mình sẽ dành ra tổng cộng là 3 ngày để mà farm đá. Bây giờ chúng ta cứ yên tâm mà farm đá đi nha, không còn sợ cái gì nữa cả. À, đâu để xem nấu thịt lên ăn một cái, thịt nó chín một miếng rồi chúng ta cắn một cái đó, lên đùi gà ghê chưa đó, thịt bò là thịt chưa, gọi là cái loại thịt tốt nhất trong cái game này đó, rất là hữu dụng, rất là hữu ích luôn nghe, mà hữu dụng hữu ích là cùng thứ mà ta. À thôi kệ đi, tôi cũng chả biết tôi đang nói cái gì. Rồi cất cái này vô luôn à, ăn luôn lúa mì luôn nè à, mấy cái xô thì để lại đi, còn à, gỗ, đúng rồi, chúng ta phải cần làm một cái gương để mà chứa gỗ, có lằng nhằng chưa đó, đây là cái gương chứa gỗ nha. Rồi đã xong, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này ra một ít để mà làm thật là nhiều cái cây cuốc chim bằng đá. Chúng ta bị thiếu gậy rồi, thiếu nhiều thứ quá, mất thời gian quá đi. Thôi đâu để xem nào, 7 cái, 7 cái, đâu để xem, cái này bị hư rồi, gộp chung lại coi. Đó. Bảy cái thì chúng ta còn thiếu 2 cái nữa, còn cái này thì nó bị hư hỏng nặng rồi, chắc thôi bỏ luôn đi. Thôi bỏ luôn đi, kệ bà đó, giờ chúng ta sẽ làm thêm 2 cái nữa rồi, rồi đấy nha, vậy là farm đã luôn rồi đó, tha hồ mà farm nha. Đó. Còn à, cái cây bằng đá này chắc vứt bỏ đi, vứt bỏ đi, cái này nó cũng gần hỏng rồi, farm nó cũng không được nhiều đâu đó. Rồi vứt nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình farm. Hôm nay là ngày 15 rồi, mình sẽ farm tổng cộng tới cho tới ngày ngày 17 đi ha. Mình sẽ farm tổng cộng tới ngày 17 đi đó. Và chuyển lại cái thì có vài bạn nói rằng tại sao không bấm F3 và cộng T thì cho nó nhanh, thì mình cũng có làm, thì mình cũng có chơi kiểu đó rồi, nhưng mà có điều là nếu như mà chơi kiểu đó thì có thể thì game kiểu như là cái game nó kiểu như là nó tải một cái dữ liệu nào đó để mà cho ra kiểu như là nó hoạt động, nhưng mà mình sợ đây dùng cái đó nó bị lỗi. Bây giờ đơn giản hiện tại bây giờ là mình đang chơi trên tờ launcher, tạo launcher Minecraft, mà tạo launcher thì kiểu như là nó là một cái trang, mình cảm thấy nha, mình cảm thấy thôi nha, mình cảm thấy nó hoạt động giống như là một cái dạng cái trang web vậy đó, cho nên thành ra là mình sợ nó bị lỗi này kia nọ vậy thôi à. Đó. Mình sẽ cứ như chơi cái kiểu đó thì nó sẽ bị văng game vậy đó, mà mình để ý đa phần ấy là những cái lần nào mà mình sử dụng cái kiểu đó hình như mình cũng bị văng game phải, mỗi lần nào xuống địa ngục mình cũng bị văng game cả.
Không biết là do địa ngục nó bị lỗi hay là do mình ấn F3 cộng T nhiều quá cái nó bị lỗi luôn, cái nó kiểu như là nó gây ra lỗi đó. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ dùng cái cách này đi, nó kiểu như nó vừa an toàn cho cái máy của mình mà vừa không bị giăng game đó. Để nó tải một cái dữ liệu nào đó nó gây chậm, nó gây lỗi này kia nọ thì nó phiền lắm. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi đây và chờ chờ thì gọi là chờ gì ta, chờ cho nó farm farm cho nó hơi gãy hết tất cả 9 cái cốt này. Thì trong thời gian mà đợi chờ những cái cốt này gãy, các bạn có thể đi đâu đó nghe một bản nhạc tầm 1 2 phút, rồi sau đó bạn quay trở lại bạn xem tình hình như thế nào đó. Khi mà cái cây cuốc này nó vừa gãy xong thì bạn cứ việc đổi qua một ô kế tiếp, ô kế tiếp, ô kế tiếp đó. Rồi đó thì nói chung là tất cả cây cuốc mà mình đã farm thì nó đã hư hết ha. Đó bây giờ thì đâu rồi đó. Lúc này là chuột trái rồi đó. Rồi đây thì như mình nói đó là mình sẽ farm trong cộng mình sẽ farm trong vòng 2 ngày đó. Thì bây giờ nó chuyển qua ngày 18 luôn rồi, thật ra là không đến nỗi ngày 18 đâu, nhưng mà nói chung là thật ra không đến nỗi ngày 18 đâu, nhưng mà chắc có thể là do cái lúc mà mình kiểu như mình đợi nó gần hư cái cuốc á, cái mình chạy đi nghe nhạc một xíu, cái mình quên, cái mình quay trở lại đó, thì cái thời gian đó nó mới kiểu như hơi lâu lâu chứ nó mới chuyển qua tới ngày 18 luôn đó, ngày 18 luôn. Nhưng mà kể thì kiểu như bình minh mới lên mà bạn, bình minh mới lên thì chứng tỏ là cái này chỉ mới ngày 18, nó chỉ mới bắt đầu thôi chứ nó chưa bắt đầu chứ nó chưa kiểu như là tới giữa trưa ha, nó chỉ mới là bình minh thôi chứ nó chưa tới giữa trưa đó. Rồi đây đó, thì đây là trong vòng 2 ngày mà chúng ta, đây là số lượng đá mà trong vòng 2, cái số lượng đá trong vòng 2 ngày chúng ta thu thập được ha đó. Rồi hôm nay là ngày 18 và hiện tại thì bây giờ là 10 giờ đêm rồi đó, thì mình xin phép bạn đó là mình thoát game đó. Ngày mai mình quay tiếp, ngày mai mình quay tiếp, hoặc cũng có thể là ngày qua, hoặc cũng có thể là như thế nào ta, mình sẽ edit cái video này đúng không đó. Bởi vì đơn giản là cái dung lượng máy tính mình nó không được nhiều bạn, cho nên là quay, nếu như mà quay nhiều quá thì rất có thể là nó không còn chỗ chứa để mà mình edit video luôn đó. Cho nên là bây giờ đâu để mình xem nào. Quay được 2 tiếng rồi bạn, cộng với cái phần đầu của video kia nữa là cộng với cái phần đầu của video thêm 1 tiếng nữa là tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ ha. Rồi như đây được rồi đó. Thì hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha.